Kính thưa cộng đoàn phụ hộ, hôm nay ban thánh nhạc giáo phận Xuân Lộc mừng kính thánh của hoàng Pio X giáo hoàng. Thánh nhân có tên là Giuse Santo, sinh năm 1835 tại làng Pise, miền Venezia, nước Ý. Thánh Pio X đã thông minh, cẩn mẫn và sáng trí. Ngài học tiểu trung viện Padua và thụ phong linh mục vào năm 1858. Thánh nhân đã làm cha phó giáo xứ Toromo, đổi chánh xứ Sassano và được giữ nhiều chức vụ quan trọng trong giáo triều Roma. Vì là một người có tài có đức nên ngài được đức thánh cha phong làm giám mục địa phận Hoàng Cua vào năm 1884. 11 năm trên ngôi vị giáo hoàng, ngài luôn sống hiền lành và khiêm nhường như thầy chí thánh Giêsu. Ngài luôn ý thức trách nhiệm mục tử của mình, quy tụ và chăm sóc. Ngài muốn canh tân tất cả trong đức Kitô, ngài thúc đẩy mọi người canh tân đời sống. Triều đại của thánh Pio X sáng tỏa trong việc ngài canh tân với một bầu nhiệt huyết nhiệt thành phục vụ giáo hội thánh kinh. Ngài chiến đấu mạnh mẽ, không khoan nhượng với các bè hàng giáo núp dưới danh hiệu ông nê đi núp. Đời sống của ngài là một lời cầu nguyện liên lỉ và thương giúp kẻ nghèo nàn, những người gặp khó khăn lung lạc. Ngài thúc giục các tín hữu siêng năng nước lễ và nước lễ hàng ngày. Cách độc đáo trong đời ngài là cho các em nhỏ khi tới tuổi có chi khôn được nước lễ. Triều đại của ngài thế chiến thứ nhất bùng nổ, ngài lo âu vì chiến tranh hủy diệt và tàn phá. Đức thánh cha Pio X qua đời ngày 20 tháng 8 năm 1914 và năm 1945 ngài được nâng lên hàng hiển thánh. Cuộc đời của ngài có thể nói được rằng ơn gọi nên thánh đã thôi thúc ngài. Ngài đã để cho ánh sáng của Chúa chiếu rọi xuyên suốt từng ngõ ngách trong con người của ngài. Ngài xứng đáng lãnh nhận triều tiên của Chúa. Xin Chúa ban cho các thành phần phục vụ thánh nhạc trong giáo phận luôn bắt chước gương sáng của thánh Pio X, hăng say học hỏi, tích cực phục vụ, góp phần làm cho nền phục vụ thánh, đặc biệt là thánh lễ mỗi ngày được cử hành xuất sắc bằng lời ca tiếng nhạc, được nung nấu bởi tình yêu thánh thể và lòng bác ái đối với người nghèo, sẽ quy tụ mọi người và nâng tâm hồn cộng đoàn lên tới Chúa, hầu ca ngợi tình yêu Chúa và mang lại ơn cứu rỗi cho các linh hồn. Với tâm tình đó, giờ đây kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng hướng về bàn nước và chuẩn bị tham dự thánh lễ xuất sắc. Thank you.
Chúng con trân trọng kính mời ông cha và quý cha hai toàn. Từ đây cha trưởng ban mở lời chào mừng đức cha, quý cha và giới thiệu cộng đoàn đang hiện diện với đức cha. Chúng con kính mời cha trưởng ban. Trong khi đức cha đưa xe giám mục cho chúng ta giáo phận sân đạo. Hôm nay cộng đoàn giáo xứ có giọng cũng như và thánh nhà chúng con tân hoan kính chào đức cha. Đức cha với biết bao nhiêu lo toan vất vả của công việc phục vụ giáo phận, nhưng đức cha cũng vẫn quan tâm đặc biệt đến ban thánh nhà, đến những anh chị em phục vụ trong ban thánh nhà của giáo phận. Để hôm nay đức cha hiện diện với tấm lòng phụng tử để hướng dẫn chúng con, để khích lệ chúng con, để cầu nguyện cho chúng con, và chúng con có thể phục vụ Chúa, phục vụ hội thánh, phục vụ cộng đoàn một cách tốt đẹp hơn. Chúng con xin hết lòng cảm ơn đức cha và chúng con xin trân trọng kính chào đức cha. Trong những chuyện là làm thế nào cho phần để dân thế lễ kính thánh
thế đến như tất cả các chúng ta là để thúc đẩy và dân Chúa lên thánh theo Chúa và đặc biệt thánh Chúa người và hóa thánh đó là vị giáo bảo của thánh thể là quyết định cho tất cả các tín hữu của Chúa được chịu thánh thể được chịu lễ hàng ngày và ngài là giáo bảo của tâm nhân một thanh tân tâm nhân ở trong giáo hội của Chúa. Chúng ta xin Chúa qua được cuộc đời của thánh Chúa người giáo bảo là quan thể của thánh thể của chúng ta cầu nguyện cho chúng ta mong ước cho chúng ta được cái lòng ao ước lên thánh cần lòng tin đến Chúa Giêsu thánh thể và lòng dùng cái khả năng nghệ thuật của chúng ta để chúng ta truyền đạt cho đoàn dân của Chúa lòng ao ước lên thánh và lòng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể. Và bây giờ để chuẩn bị cho chúng ta dâng thánh tế một cách xứng đáng chúng ta thành tâm thông báo xin Chúa chúng ta cho chúng ta mọi nỗ lực mọi công sức xin Đức Mẹ là nơi nương náu của các kẻ con thờ cầu cầu cho chúng ta ơn tha thứ. Tôi thưa nhân yeah.
Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em. Lạy Ngài là con của David, xin thương xót tôi. Con gái tôi bị bị ám khốn cực lắm, nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần người và xin rằng: xin thầy thương cho bà ấy về đi, thì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời: thầy chỉ được sai đến cùng thiên đàng nhà Israel. Nhưng bà kia đến lạy người mà nói: lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Người đáp: không nên lấy bánh của con cái mà đút cho chó. Và ấy đáp lại: vâng lạy Ngài, vì chó con được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ dân xuống. Bấy giờ Giê-xu trả lời cùng bà ấy rằng: này bà có lòng tin mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó con gái bà đã được lành. Đó là nhưng mà nếu tôi đến với Chúa, chắc chắn là tôi được
giáo tưởng kể lại như sau, là chắc chúng ta, nhiều người trong chúng ta đã có lần được nghe. Thì ta kể là một ngày kia có một người được Chúa đến thăm viếng, rồi hai cha con Chúa và cái người đó nói chuyện với nhau xong, thì Chúa hứa cha sẽ ở với con mỗi ngày và cha sẽ binh và nâng đỡ con mỗi ngày cho cuộc đời của con cho đến khi con chết. Rồi thì Chúa đi. Sau đó một thời gian thì Chúa cho cái người đó được nhìn lại tất cả hành trình cuộc đời của mình như một cuốn phim ở trên màn ảnh. Thì người đó nhìn thấy cuốn phim là có bước chân của hai người đi trên cát. Thì có những lúc có bước chân của hai người, có những lúc có bước chân của một người thôi. Thế thì người đó nghiêm lại thì thấy những cái lúc mà có bước chân của hai người đi nhé, thì lúc cuộc đời suôn sẻ dễ dàng đầy niềm vui. Nhưng cái lúc mà có bước chân của một người đi thôi thì người đó nhớ lại là có trận lúc đau đớn của cuộc đời của mình, khó khăn cái gì người đó. Cho nên khi Chúa lại trở lại thì người đó trách Chúa, nhận Chúa, Chúa đã hứa Chúa ở bên con mọi giây phút trong suốt cả cuộc đời của con, bình đỡ con, che chở con. Thế mà những lúc con gặp đau khổ Chúa bỏ đi mất, Chúa nhìn thấy. Những lúc con đau khổ chỉ còn lúc muốn bàn chân của một người thôi, Chúa bỏ đi mất. Chúa nhìn người của Chúa bảo con, Chúa làm chân của ai đó, làm chân của cha, Chúa làm chân của con. Bởi vì những lúc đó cha bồng con lên tay, cho nên chỉ còn vết chân của cha thôi. Câu chuyện giả để nói lên cái cuộc đời của chúng ta mỗi giây phút được Chúa thương yêu. Cả những khi chúng ta gặp thử thách gian nan khổ sở, có tạm gọi như là đến lúc thất vọng, nhưng mà Chúa vẫn ở bên chúng ta. Những người mà tuyệt vọng là những người quy là Chúa không ở bên mình nữa, tưởng là mình cô đơn chỉ một mình thôi. Còn những người cho dù đau đớn bao nhiêu đi chăng nữa, khổ sở vẫn không thất vọng, vẫn tin tưởng trực diện với cái đau khổ khốn đốn của cuộc đời. Thì hôm nay chúng ta được mời gọi hãy canh tân lại đức tin của chúng ta, không phải chỉ là tin có Chúa mà tin là Chúa thương yêu mình. Cả những khi chúng ta đau khổ bị người đời bỏ rơi, từ lúc sinh dục chúng ta vẫn được Chúa thương yêu chúng ta. Đó là lòng Chúa xót thương đối với nhân loại khổ đau và khổ đau. Nhưng đức tin còn dẫn chúng ta đi thêm một bước nữa thôi, không phải chỉ tin tưởng được Chúa nâng đỡ với trời trời mà còn đi thêm một bước nữa, đó là chấp nhận đau khổ để hợp cùng với Chúa của mình trên cây thánh giá, biến đau khổ của mình thành nguồn bất phúc cho người khác. Đức mẹ khi hiện ra tại đầu đức với em bé Bernadette, tôi có với người lớn tuổi, thì Chúa nói với em bé Bernadette: mẹ hứa cho con được hạnh phúc, nhưng mà không hạnh phúc ở đời này, hạnh phúc đời sau. Đời này mẹ sinh con có bằng lòng chịu đau khổ để cầu nguyện cho các kẻ có tội được ơn ăn năn trở lại không? Thì em bé Bernadette đã thưa: con chấp nhận. Và từ khi mà em Benedict đi tu trở thành nữ tu Benedict thì ngã bệnh sau có 6 tháng trời, sức khỏe thì đã luôn luôn giòn bỏ rồi, nhưng mà tương đương còn đợi sau khi thân giàu được 6 tháng thì bắt đầu ngã bệnh, và cả cuộc đời cho đến khi chết chỉ có bị bệnh nằm trên giường, mà một thứ bệnh đớn đau ai mà có vào thân xác của ngài. Khi mà ngày làm lâu quá thì phải dở ngày sang bên khác, thì lúc đó là cái ngày đau đớn kêu rên đau lắm. Khi mà người ta phải thay quần áo
con cho mình. Và bây giờ hàng năm biết bao nhiêu bệnh nhân đến Lộ Đức để xin ơn lần này, nhưng mà rồi đứng trước hàng đá đức này hiện ra thì được đức mẹ cảm hóa. Hầu hết các bệnh nhân đến đó được đức mẹ cảm hóa, và thay vì xin ơn được khỏi bệnh thì lại xin ơn sức mạnh để chấp nhận cái cơn bệnh đó. Công tác với Chúa Giêsu trên bề thế gian để cứu chuộc nhân loại, biến đau khổ mình thành nguồn ơn phúc cho nhân loại, thành nguồn ơn cứu độ. Cho nên không còn tìm lòng thương xót của Chúa cho mình nữa, mà công tác với Chúa để thi thố lòng thương xót của Chúa đến cho nhân loại đau khổ, nhân loại tội lỗi. Hôm nay chúng ta được lắng nghe từ Chúa cũng là lời mời gọi chúng ta hãy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa cho chúng ta, và sẵn sàng mở lòng để đón nhận. Nếu Chúa mời gọi, con sẵn sàng chấp nhận những đau khổ mà Chúa để cho xảy ra trong cuộc đời của con, nhưng mà con chấp nhận những đau khổ đó với sức mạnh của tình yêu của Chúa để công tác với Chúa trên bề thế gian, đem ơn cứu độ, đem lòng thương xót của Chúa đến cho những người đau khổ, bệnh tật, cho những người cô đơn và cho những người tội lỗi. Amen. Xin mời các bạn đứng lên, chúng ta cùng nhau tin sự đức tin của chúng ta. Tôi tin Kinh một Thiên Chúa. Chúng ta cùng chúc tụng tạ ơn Chúa và thành tâm dâng lời.
người ngoại bang theo Chúa để phục sự Chúa. Xin Chúa con khai hội hơn luôn ý thức ban chân truyền giáo của mình, để nó được chưa lên chứng nhân của Chúa ở mọi nơi mọi nơi. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca dân ngài. Xin cho mọi thành phần trong hội thánh luôn quy trong hồng ân Chúa ban, để biết công hiến khả năng của mình làm thành bài ca ngợi khen tạ ơn Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thánh Biêu 10 là bộ mạng của ban thánh nhạc giáo Phật Xuân Lộc. Xin cho xin cho anh chị em phục vụ thêm ngàn, biết sống đức tin bằng gương sáng của đời sống cầu nguyện, cầu ghi hướng hoạt động nghệ thuật của mình về chân thiên lý, để quang diễn lòng thương xót Chúa cho mọi người. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cho chúng con vinh dự Chúa trong sứ vụ loan báo tin mừng nhờ lời chuyển cầu của thánh giáo.
Thank you, sir.
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, nhân ngày nay kính thánh yêu Giáo Hoàng, Chúa đã dùng biên tinh thánh thể bồi dưỡng chúng con, xin làm cho lòng tin của chúng con thêm vững mạnh và giúp chúng con sống với Chúa cho trọn tình con thao, để có thể sống với nhau như anh em một nhà. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô. Giờ đây xin cho chúng con ít phút để vị đại diện thay lời cho các đoàn bày tỏ tâm tình tri ân. Trọng kính đức cha Giuse giáo hội giáo phận Xuân Lộc, kính thưa cha Nam Minh, trưởng ban thánh nhạc giáo phận Xuân Lộc cùng quý cha trong ban thánh nhạc giáo phận, kính thưa cha Phêrô phó ban giáo lý đức tin và kinh thánh, kính thưa quý cha đặc trách thánh nhạc đặc giáo hạt, kính thưa quý nhạc sĩ, quý ca trưởng cùng quý nhạc công trong các ca đoàn đang hiện diện nơi đây, cho con xin được gửi đến lời chào quý mến và trân trọng nhất. Trọng kính đức cha và quý cha, đây là một ngày hạnh phúc và tràn đầy niềm vui khi tất cả các anh chị em chúng con là các nhạc sĩ, ca trưởng, nhạc công được vinh dự hiện diện trong ngày hạnh ngộ hôm nay, để tất cả anh chị em chúng con là những người phục vụ trong lĩnh vực thánh nhạc, thánh ca nay được quy quần bên Đức Cha và Quý Cha dưới mái nhà chung giáo phận. Trong tinh thần phụ tử yêu thương và phục vụ, chúng con được nghe Đức Cha và Quý Cha giáo huấn, nhắc nhở, động viên, khích lệ chúng con để chu toàn cách tốt nhất trong vai trò người sáng tác, người điều khiển tập hát, đệ đàn, để truyền tải những bài thánh ca đến với mọi người trong việc phục vụ thánh thiện, khiêm tốn và hy sinh. Trọng kính Đức Cha, chúng con rất xúc động khi Đức Cha rất bận rộn trong công nghìn việc trong giáo phận, nhưng Đức Cha đã dành cho chúng con những giờ phút quý báu để bày tỏ những ưu tư lo lắng nhắn gửi đến chúng con trong tinh thần yêu thương, khiêm tốn, đạo đức và nghệ thuật, để chúng con biết dùng những điều chúng ban mà làm sáng danh Chúa, để những nét bạc Chúa trao cho chúng con được sinh lời gấp trăm gấp ngàn. Chúng con xin đổi với Đức Cha luôn tỏa tình yêu thương trên đoàn con. Đức Cha đã ân cần quan tâm chăm sóc và cho chúng con có được ngày hạnh ngộ trong mái nhà chung giáo phận hôm nay. Chúng con xin cảm ơn cha trưởng ban và quý cha trong ban thánh nhạc giáo phận Xuân Lộc đã lo lắng và luôn dõi theo từng công việc của chúng con bằng tình thương và dìu dắt chúng con trong bầu khí thánh thiện hơn. Cách riêng chúng con xin cảm ơn cha trưởng ban thánh nhạc giáo phận cùng là cha chánh xứ giáo xứ Bó Giặc đã ưu ái dành cho anh chị em chúng con những tiện nghi thuận lợi nhất từ tinh thần đến vật chất, để chúng con có được một ngày hạnh ngộ đầm ấm, vui tươi và tràn đầy tình thương mến. Chúng con xin cảm ơn cha Phêrô đã cho chúng con những lời hướng dẫn bổ ích để việc phục vụ thánh nhạc của chúng con được tốt đẹp hơn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn ban hành giáo giáo sư Sở Đài đã tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho chúng tôi được họp mặt hôm nay, và ca đoàn có giọng đã phục vụ thánh lễ thêm phần long trọng và sốt sáng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị ân nhân cùng với những người đã góp công sức vào công tác để ngày hôm nay được kết quả tốt đẹp. Sau cùng, chúng con nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và tất cả Giuse và lời cầu cầu của Thánh Giáo Hoàng kêu người là bổn mạng ban thánh nhạc giáo phận, ban xuống trên Đức Cha, cha trưởng ban cùng quý cha trong ban thánh nhạc, cha Phêrô, các cha đặc trách thánh nhạc trong giáo hạt cùng các nhạc sĩ trong ban thánh nhạc giáo phận Xuân Lộc luôn được tràn đầy hồng ân, thánh đức, sự khôn ngoan
khỏe dồi dào để giáo phận luôn luôn phát triển cùng với niềm nền thánh nhạc ngày thêm thăng tiến và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Chúng con cũng xin Đức Cha và quý cha tiếp tục hướng dẫn và cầu nguyện cho anh chị em chúng con. Một lần nữa, chúng con xin chân thành cảm tạ. Và giờ đây, chúng con xin kính xin Đức Cha thương nhận lấy tất cả tâm tình của chúng con từ lắc hoa tươi thắm để tỏ lòng thảo hiếu của đoàn con kính dâng lên Đức Cha. Giờ đây, kính xin Đức Cha thương ban ơn từ cho chúng con trong thời gian này. Xin mời cùng ta lắng tâm. Tôi đã có ít lời để đến tất cả và nhưng mà hôm nay có cha khách thì tôi muốn xin mời nói những lời với tất cả những người chúng ta sau đó tôi xin mời những tất cả các bạn. Tôi là sẽ xin mời có ai giỏi tiếng Anh hay gì không? Có ai gì không? Tôi xin làm câu chuyện này. So, to get some English in the language of the universe. Your Excellency, Most Reverend Dr. Joseph Dow, my dear fathers, dear sisters, and my dear friends. So these days, I'm in Vietnam. In meantime, it's really a turning point of my life, an historical event taking place in my life. It is because before 13 years, when I went to go for my higher studies to do the licentiate on physiology, one day I was entering the University of Urbaniana, and there I met a person whom I cannot still explain his life. Người bạn trước đây tôi có sang Việt Nam, tôi đến học ở đại học Urbaniana, đó tôi gặp một viên của người, tới bây giờ tôi tập học Việt Nam. And there I found it is Professor Joseph Dow. Dẫn tôi đến Chúa Jesus qua chính cuộc đời của Ngài
counselor classes when he was around the university. He is so kind, so simple, and so loving. Also from Vietnam. What are the other things?
He is a bishop now. Và Ngài hỏi em chứ là người Ngài chắc có biết không? Giờ là Ngài về đến đâu Ngài là thân mộ. So then I immediately asked the details and wrote to His Excellency. And from that day, again I am experiencing that what we experience in Rome, the love, the concern, and especially His holy life. And I'm telling you really because since we experience that, He has got students who are doing very well, who are bishops, who are in good places. So it is because of Him and the other professors. Thank you.
Yeah.